Mừng xuân mới, ngàn điều như ý, đón xuân sang, vạn sự thành công. Mến chào các bác anh chị. Hôm nay em lĩnh giới thiệu với lại quý cô bác anh chị cây đu đủ vàng trưng Tết cực kỳ tuyệt vời luôn. Trước mặt cô bác anh chị đây là cây đu đủ vàng của Thái Lan. Tải rất là đều, rất là đẹp luôn. Được các nghệ nhân của nhà vườn Khánh Võ bên em tạo dáng kiểu bonsai cực kỳ đẹp mắt để mình trưng Tết. Đây là một trong những cái loài cây mà trưng Tết thuộc top ý nghĩa bậc nhất. Ở đây là trái của đu đủ của quý cô bác anh chị nhé. Ngay cả cái tên đu đủ thôi đã nói lên những điều rất là tốt đẹp cho một năm mới, với nguyện ước một năm mới ấm no và hạnh phúc. Trái đu đủ màu vàng, màu vàng của hoàng kim, màu vàng của thịnh vượng, màu vàng của may mắn và tài lộc. Cây đu đủ rất là đẹp như thế này được tạo các nghệ nhân tạo dáng rất là kỳ công, giúp cho quý cô bác anh chị trưng Tết hoặc là mình làm quà biếu, quà tặng cho đối tác, khách hàng, tặng cho anh em bạn bè và người thân là một món quà cực kỳ ý nghĩa. Với chiều cao cây trung bình khoảng tầm 80cm cho tới 1m, với tán rồng khoảng 1m2, và loài này rất là khỏe, phù hợp với lại mọi miền đất nước. Ngoài sai cây này thì nhà vườn Khánh Võ bên em còn rất là nhiều sai cây quý cô bác anh chị nhé. Cây nào cây đó đều được các nghệ nhân tạo dáng cực kỳ đẹp mắt, dáng uốn lượn kiểu bonsai, phù hợp cho mọi không gian quý cô bác anh chị nhé. Nhà vườn Khánh Võ bên em giao hàng toàn quốc, giao hàng tận nơi cho mình luôn quý cô bác anh chị nhé. Hãy nhanh tay đặt hàng để chọn ngay cây đẹp và ý nghĩa. Rồi, mến chào các bác anh chị. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.